Kẻ ngáo đá trộm xe máy chạy ra quốc lộ châm lửa đốt rồi đứng múa võ. Vũ Trung Thắng, sinh năm 2004, ngụ tỉnh Đắk Lắk, trộm xe máy của người dân, khi bỏ chạy ra đường lớn đối tượng đã đốt luôn phương tiện. Trưa ngày 21 tháng 5, Công an thành phố Tân An cho biết vừa ra quyết định tạm giữ Vũ Trung Thắng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 5, một thanh niên dừng xe máy ven quốc lộ 62 thuộc địa phận P6, thành phố Tân An. Sau đó châm lửa đốt khiến phương tiện bốc cháy dữ dội. Nhiều xe đang lưu thông phải dừng lại hoặc chuyển sang hướng khác. Khi công an P6 nhận tin báo đến hiện trường nhận dạng chiếc xe bác sĩ 62K3-7337 đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung. Tại hiện trường, Thắng liên tục chửi bới, la hét và múa võ một mình nên rất đông người chỉ đứng xa không ai dám lại gần. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận khống chế đối tượng đưa về trụ sở. Trong thời gian làm việc, đối tượng có biểu hiện ngáo đá. Được biết, chiếc xe máy bị đốt cháy chính là tang vật của vụ trộm mà Thắng là nghi phạm vừa lấy trộm tại địa bàn P3, thành phố Tân An. Sau khi trộm được, đối tượng chạy xe hơn 3 km ra quốc lộ 62. Có khả năng nạn nhân phát hiện truy đuổi phía sau nên đối tượng đã đốt xe rồi la lối đến khi bị bắt.